Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nguyễn Tấp Bằng Trọn Đời. Trong cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi thực tế một chiếc máy đến từ hãng Dell. Đây là dòng Dell Latitude 7480 và được xem là sản phẩm bán rất là chạy. Mặc dù đây là một chiếc máy cũng đã sản xuất năm 2017 rồi, tuy nhiên là những chiếc máy này rớt đời và được sắp tay ở nước ngoài về. Phân khúc giá hiện tại có thể nói là rất là rẻ, chỉ với khoảng 10 triệu mà chúng ta sở hữu được một chiếc máy cao cấp, hiệu năng cao và tính bền bỉ thì chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Vì với sản phẩm Dell thì hầu như là một sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu khi chúng ta quyết định đi mua chiếc máy cho bất kỳ cái nhu cầu công việc hay là đồ họa hay là gaming. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell Latitude 7480 này. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell Latitude 7480. Như chúng ta cũng thấy thì với cái phiên bản Dell Latitude thì chúng ta thấy có series 3000, series 5000 và series 7000. Series 7000 được xem là dòng laptop phục vụ cho khách hàng văn phòng cao cấp. Chúng ta thấy là thiết kế rất là mỏng nhẹ. Những lần trước thì mình làm những cái video cho phiên bản series 5000, ví dụ như là 5470, 5480, 5490, chúng ta thấy nó dày hơn một xíu. Với phiên bản 7 này thì nó thiết kế mỏng hơn, tại vì cao cấp và nhà hiệu năng nó cũng khá là ổn, đặc biệt là rất là bền. Mình mở ra cho mọi người xem nè. Với cái khung sườn máy này thì được thiết kế gọi là không được gọi là nguyên khối, mà nó là bán nguyên khối. Vẫn như thường lệ đối với dòng Dell Latitude thì được tráng cái lớp gọi là cái lớp sơn như là carbon, là cho nên làm cho cái khung sườn tạo cho mình có cái cảm giác rất là ấm áp. Thì nó làm rất là chắc chắn, được gọi là kiểm soát và qua cái quy trình như là quân đội Mỹ vậy đó, các theo tiêu chuẩn. Nên chúng ta thấy thiết kế rất là mỏng nhẹ đẹp, và đặc biệt là nó làm giảm đi cái cân nặng rất là đáng kể. Màn hình chỉ với 14 inch thôi, chúng ta thấy là Full HD và IPS. Chúng ta thấy màn hình rất là đẹp. Đây là phiên bản Core i5. Mình khởi động rồi nha mọi người, vừa mới cài đặt luôn. Và mình chưa có test cái máy này sẵn, mình chỉ cho mọi người một cái số thủ thuật để chúng ta test một chiếc máy. Dĩ nhiên đây là những chiếc máy sắp tay nguyên zin 100%. Tình trạng máy chúng ta thấy rồi, 97, 98, 99%, máy còn rất là đẹp. Máy phím cái gì độ nảy cũng khá là cao, gõ rất là êm, chỉ sao mỗi Lenovo ThinkPad thôi. Chứ những cái dòng Latitude mà mấy cái series 7 này thì gõ rất là đã. Máy có phím đèn đầy đủ, khe SD nè, cổng USB, vẫn còn giữ cổng mạng LAN nè. Bên trái thì sạc Type-C HDMI USB 3.0 đầy đủ. Đây là cái thẻ gọi là Access Control mà mấy hệ thống công ty doanh nghiệp lớn nước ngoài hay xài. Bây giờ mình check cái bảo hành cho mọi người xem, để xem nguồn gốc xuất xứ của chiếc máy này. Do là mấy cái thao tác này mình đã làm rất nhiều lần và được rất là nhiều anh chị trên toàn quốc rất là thích, tại vì mình làm theo kiểu trải nghiệm. Serial number nè, thì mình lấy được cái số này để mình check, chứ không phải máy mà chúng ta nói là sách tay Mỹ, sách tay, tại vì nó sản xuất cho rất là nhiều thị trường. Mình copy vô, mình dán, mình dán vô nè, thì đây nó sẽ ra nè mọi người, Latitude 7480. Mình quay gần lại xíu nha mọi người, quay gần lại xíu đó. Thì 7480 nè, service tab, nó cái location rất là quan trọng, tại vì đây nó sản xuất cho thị trường Mỹ, United States. Start date là 5/12 December 2017 nè, và ngày hết hạn bảo hành là 5/12/2020. Máy này đã hết hạn bảo hành rồi. Ở đây nó có để nè, support service status expired, primary support service
Thì nó cũng thực ra thì nó cũng có kêu bán cho những cái gói gia hạn, nhưng mà không cần đâu, vì những chiếc máy này thì cửa hàng sẽ bảo hành cho người người rất là nghiêm túc. Thêm một cái đặc điểm, ví dụ như chúng ta có thể chúng ta test những cái mà chúng ta nhìn thấy, ví dụ như chúng ta test cam nè, test camera. Khi chúng ta ví dụ học online thì chúng ta cũng cần cái này. Đó, chúng ta test camera. Camera này thì nó được 1.3 megapixel. Nhìn rất là rõ sắc nét nha mọi người. Sau đó thì mình nhấn trên đây mình sẽ test mic. Test coi máy này nó có micro không. Máy này có Bluetooth đầy đủ này, đây với những cái phiên bản cao cấp thì hầu như là được trang bị hết. Đó. Thì mình gõ ở đây thì mình thấy nó gợn sóng nè mọi người, thấy nó gợn sóng nghĩa là máy này có mic nè. Những cái thao tác này đơn giản thì chúng ta có thể tự test được. Sau đó thì một xíu nữa mình sẽ tháo ra cho mọi người xem. Mình sẽ kiểm tra màn hình. Mình lên mạng mình gõ nó có hết đó mọi người. Thì mình sẽ chuyển từng cái màu sắc của nó từ màu này qua màu khác thì tự động nó sẽ coi có máy có nó có điểm chết hay không. Cái này rất là quan trọng, tại vì khi mà chúng ta xài màn á nó bị điểm chết thì lâu ngày có thể nó sẽ lan ra. Một cái mà rất là quan trọng mà mọi người hay đi mua máy cũ quên đi đó là phần pin và phần ổ cứng. Ở đây mình có một cái phần mềm, lần trước mình cũng chỉ cho mọi người. Phần mềm này được xem là nó test chính xác đến 99%. Chỉ có cục pin rút tắt là nó không có nhận ra thôi. Đây là phần mềm mà Battery Care. Thì sau khi mình cài đặt á, thì mình nhấn vào bên dưới thì nó có phần Detail Information nè. Thì Desired Capacity là 60.000 mAh. Cái total của nó là còn 46.000 mấy nè. Cái wear level rất là quan trọng, cái độ chai pin của nó là còn 23.19, chai 23%. Thì nếu mà chúng ta mua thì những chiếc máy này cửa hàng sẽ bảo hành cho mình pin tối thiểu là 2 tiếng. Có những máy chúng ta xài 5-6 giờ, có khi là cả ngày luôn nha mọi người. Đó là pin rất quan trọng. Tại vì mình chỉ vì những chiếc máy này có thể là cũ đã qua sử dụng, mặc dù là còn rất là mới, nhưng mà cái chính sách bảo hành cửa hàng thì rất là rõ ràng rồi. Một cái rất quan trọng nữa là cái phần ổ cứng. Tại vì cái phần ổ cứng SSD á, mấy cái phần mềm này nó không có chính xác mọi người. Phần Visto hay là những cái phần mềm gọi là HDD á, thì nó gọi là hard disk sensor á, thì nó không có chính xác. Vì đây là cái phần mềm này nó test cho ổ cứng cơ là cái ổ cứng mà HDD hồi xưa người ta kiểu ổ cứng có cái nó quay á, còn bây giờ sau này chúng ta sẽ SSD hết rồi. Thì chúng ta có thể lên mạng chúng ta tìm những cái phần mềm ví dụ như là SSD Lite. Đó. Thì mấy cái phần mềm đó là nó chuyên để test SSD, nên đây là cái phần mềm này nó cũng khá là ok, là Visto là Disk Info thì nó có phần boot 100% nè. Cái nhiệt độ của nó là 30 nè. Đó, nó có thông tin hết cái số vòng, số giờ, sao sao của nó cao, nó có hết nha mọi người. Ok, mình tắt chiếc máy này, sau đó thì mình sẽ tháo ở bên trong cho mọi người xem. Coi chiếc máy này nó còn zin hay không và cái khả năng nâng cấp nó như thế nào. Bây giờ mình tháo ra. Do là những cái video mình làm phần trải nghiệm thì nó cũng khá là mất thời gian. Thay vì những kênh khác thì họ sẽ làm theo kiểu là gọi là nói về thiết kế nhiều. Tuy nhiên là mình nghĩ là thiết kế chúng ta lên mạng chúng ta tìm hiểu thì nó có rất là nhiều cái thông tin. Quan trọng nhất là với cái nguồn ngân sách thấp nhưng mà cái nhu cầu rất là cao thì mình mua những chiếc máy mà rớt đời, nó phục vụ cho cái nhu cầu công việc mình là thật sự nói mà chính đáng. Chứ nếu mà mình có cái nguồn ngân sách mà nhiều á, thoải mái á, thì chúng ta có thể chúng ta lên mạng chúng ta mua cái máy 20-30 triệu hay là 100 triệu rồi đó, thì cái đó thì không có gì phải bàn cãi nữa rồi. Cho nên là cửa hàng cũng bán cho các anh chị và đặc biệt là các bạn sinh viên khá là nhiều. Với cái chế độ chính sách bảo hành thì chúng ta thấy là
6 tháng 1 đến 1 trong 30 ngày, nghĩa là trong 30 ngày nếu máy bị lỗi phần cứng mà bên cửa hàng không có máy đổi thì sẽ hoàn lại tiền cho mình. Đây là những chính sách mà được rất là nhiều bạn thích. Các anh chị cũng tìm hiểu và tin tưởng. Bên dưới thấy có chữ Dell Latitude 7480 nè. Mình để qua đây. Thì với chiếc máy này văn phòng cho nên là chúng ta thấy là chỉ có một cái quạt tản nhiệt thôi. Và cũng khá là nhỏ. RAM có 2 khe nè. Tối đa chúng ta có thể nâng cấp lên là 16-32. Đặc biệt là cái dung lượng pin tới 60Wh/giờ. Đó. Hồi nãy thì mình cũng cho mọi người xem, mình nói nó thiết kế là 60Wh/giờ. Nãy mình cái lúc mà mình cài cái phần mềm mà battery care thì ở đây là ổ SSD M2 hay là MVME. Nghĩa là cái máy này chúng ta không có nâng cấp lên cái ổ cứng được, nâng cấp ổ gắn ổ 2.5 được. Chúng ta có thể nâng cấp ổ này nếu mà chúng ta yêu cầu lưu dữ liệu nhiều, nâng lên 512 thì chúng ta bù thêm khoảng 800.000. Đó, mình cân đo còn 256 thì mình nghĩ khá là nhiều rồi. Cạc Wi-Fi AC. Đây là cái cạc WAN nè mọi người. Mọi người rất là hay hỏi là cái máy này có gắn được SIM 4G, 3G hay không các kiểu đó. Thì cái SIM nó nằm ở đâu? Đó, mình phải biết cái SIM nằm đâu. Thì cái SIM nó nằm ngay chỗ này nè mọi người. Đây, thì mình tháo nó ra, mình lấy cái đồ trọt nó ra giống như cái chỗ khe điện thoại để mình gắn vào. Thì mình xài giống như là ấy, nhưng mà phải có cái cạc này. Cái cạc này thì thực ra mình mua trên thị trường nó bán cũng mấy trăm nghìn á. Nhưng mà mình cũng khuyên mọi người chúng ta mua cái USB 4G á, 4G, 5G ở Viettel hay là Vinaphone hay gì đó, chúng ta cắm vào như USB xài nó tiện hơn. Chúng ta mua cái cạc WAN này nó hơi lãng phí. Thực ra thì có cái cạc này chúng ta gắn SIM thì nó rất là tiện rồi, không cần phải phế rồi. Tại vì mình cũng có một số cạc, còn trăm mấy cạc nhưng mà không biết gắn nó tương thích hay không. Nếu mà bạn nào cần hỗ trợ thì gọi vào số hotline đi, mình hỗ trợ cho. Mọi người lưu ý là khi mà chúng ta tháo những cái thiết bị này ra thì mình phải tháo pin nha. Ok, hẹn mọi người những video tiếp theo. Mong là với cái trải nghiệm ngắn vừa rồi thì chúng ta sẽ tìm mua được một chiếc máy phù hợp. Mọi người cũng lưu ý là với những sản phẩm Dell Latitude là những dòng máy được sản xuất cho thị trường châu Âu. Những thị trường có thể nói là phân khúc giá cũng khá là cao. Và những năm gần đây chúng ta thấy hàng xách tay, hàng nhập khẩu cũng về Việt Nam dễ dàng hơn. Do đó là người dùng Việt Nam mình cũng có cơ hội tiếp cận và sử dụng những cái hàng chất lượng như thế này. Mặc dù bị rớt đời cũng có chiếc 3 năm, có chiếc 5 năm, có chiếc thậm chí đến 7-8 năm. Thì chúng ta thấy chất lượng và cái độ bền hơn nữa là vẫn đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu của người dùng Việt Nam mình. Đó cũng là một trong những cái lý do mà người dùng Việt Nam mình vẫn chấp nhận cái rủi ro là khi mà chúng ta mua những chiếc máy cũ xách tay này. Quan trọng nhất là mình tìm được một cái cửa hàng nó uy tín, thông qua bạn bè, người thân, mình tìm hiểu trên mạng, hoặc là đã có người quen của mình đã từng trải nghiệm, từng mua sản phẩm ở những cái nơi nào đó mà mình thấy yên tâm. Tại vì sau khi mà chúng ta mua về, lỡ như nó có hỏng hóc hoặc là nhờ được trợ giúp rất là nhiều thứ xung quanh chiếc máy thì có được những dịch vụ đó nó rất là quan trọng. Vì thời lượng video nó cũng có hạn cho nên là nếu mà các bạn nào cần hỗ trợ hoặc là cần tư vấn chuyên sâu có thể gọi vào số hotline mình đính trên màn hình để mình hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Mọi người nhớ là ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và bấm vào cái nút chuông để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng rất là nhiều. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.